đây là hầm ạ. Bạn ơi, đây là cái hầm các bạn nhé. Cái hầm đấy, anh em mình đây đang đi đây. Xem cái hầm này, nhưng mà hầm khóa cửa nên không vào được các bạn. Vậy chưa? Trong này là cái hầm tối, mô vịt luôn, tôi bị gì luôn. Hello, chào các bạn nhé. Chào mọi người nhé, hôm nay nhà mình đến núi đấy là rất đẹp, quang cảnh đây quang đẹp lắm. Các bạn nhé, xe nhà Quyết nhé, Quyết đang chặt tre đây.